tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau cho nhau giã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tu đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn anh giây phút muốn nói yêu anh. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu. Các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Ngày hôm nay thì sẽ có một cái thiết bị rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở hai điều, đó là đầu tiên nó về hàng tại shop, cái thứ hai nữa là nó là một bộ sản phẩm full thùng shop và mới cứng 100%. Đây là thiết bị đến từ thương hiệu GVC. Thì khi mà các bác nhìn qua thì các bác cũng có thể nghĩ rằng cái thiết bị này nó về hàng rất là nhiều, tại vì nó sẽ có nét tương đồng giống với GVC S1. Nhưng không, đây là GVC EX-S3 lần đầu tiên về hàng tại Thanh Tâm. Và thiết bị này về hàng với hình thức là nguyên thùng xốp và như mới. Và cái con GVC EX-S3 này khi mà mở hộp ra thì em thấy một điểm rất là đặc biệt, đó là nó sở hữu một cái màu rất là lạ, màu champagne. Đó, màu champagne đấy. Các bác nhìn thấy màu hơi ngả vàng đồng một chút, rất là đẹp. Và ở trên GVC EX-S3 thì nó đã thiết kế khác so với S1, đó là nó đã không làm cong cái phần ở trên mặt gồ máy ở giữa nên, và nó làm phẳng hơn. Họ đưa cái đốc của iPhone về phía sau của máy như này, nó giật về phía sau hơn. Còn cái option loa thì nó vẫn giống với cặp loa GVC XN1, cũng là loa toàn giải, đường kính 6cm, trường hậu loa rất là sâu cho cái tiếng bass rất là đầm tiếng. Và trên GVC XN3 này các bác sẽ chơi nhạc cho những cái đường sau: CD, iPod, USB, audio in, là các bác có thể cắm điện thoại bên ngoài vào. Và tất cả những cái nút điều hướng tùy chỉnh ở phía trên này vẫn được giữ nguyên. Và máy thì mới xuất sắc các bác nhé, mới đến 99,99%, cực mới luôn, hàng nguyên thùng xốp. Và bộ dàn này em sẽ sale off với mức giá cực tốt, đó là 5,5 triệu. Các bác lưu ý nhé, chỉ có một bộ duy nhất thôi đó, 5,5 triệu. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ sớm để mua thiết bị này. Và cũng chia sẻ với anh em luôn, thiết bị này nó sẽ rất phù hợp khi các bác bày biện ở những không gian phòng ngủ, phòng làm việc, và các bác bày biện trên một mặt kệ như này rất là tuyệt vời. Đó, bây giờ sẽ quay lại gần hơn để các bác nhìn qua một chút về hình thức, cái độ mới của thiết bị cũng như cái màu sắc rất là đặc biệt. Đó, các bác có thể thể màu ánh ngả vàng này, rất đẹp này. Đó, núm vặn âm lượng thì mới nhất, đèn định hướng màu xanh, màn hình tất cả thông tin, thậm chí cái e căng này nó là một bộ sản phẩm mới nên là cái e căng nó cũng rất là bóng, cái sợi vải của nó rất là bóng các bạn nhá. Màng gỗ thì sáng, rất sáng và đẹp. Đó, cái hình thức thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến vịt cuộn lắm, tại vì là nó là một bộ sản phẩm mới. Ok, phụ kiện thì khiển zin đầy đủ hết. Quay về sau các bác xem một chút này. Nó sẽ sử dụng hệ thống jack loa là mỏ chim. Đây là dây gắn ngoài của em, rất là ngắn để chuyên để test dàn. Các bác sẽ kẹp dây vào đây. AM, FM. Công suất loa là 30W, trở kháng 4 ohm, cũng giống với GVC S1. Đó, các bác có thể thấy màu rất đẹp nhá, màu rất đẹp. Đó. Và cái thông tin nữa là con này có cả cái đường sub out. Đấy, đường sub out này thì như trên GVC S1 và GVC S5 nó không có. Tuy nhiên trên S3 thì cái đường sub out lại được trang bị rất tốt.
cho các bác nào yêu thích những thể loại nhạc bolero hoặc ở những thể loại nhạc EDM hoặc nonstop đó, có thể kích tiếng bass lên trên một tầm cao mới thì nghe nó hay hơn. Ok, với mức giá 5 triệu thì các bác đã có một bộ sản phẩm hàng mới, không phải hàng bãi, hàng bờ gì cả. Các bác về chỉ việc ghim điện 100V và sử dụng thôi. Đó. Những cái bộ sản phẩm mà hàng lưu kho siêu thị còn mới cứng như này thì nó cũng rất là ít các bác nhá. Còn những cái hàng nướt với cả siêu nướt thì em cũng bán rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì đây cũng là một trong những cái bộ JVC Agate 3 lần đầu tiên về hàng. Mời các bác cùng thưởng thức. Còn lời ru này ngàn năm ru hoài.
CS3 với hình thức là nguyên thùng xốp, hình thức như mới với mức giá là 5,5 triệu. Bác nào quan tâm tới thiết bị này thì liên hệ tới số hotline của em 0966 050 917. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.